Bắt đầu từ giữa năm 2018, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các huyện được thành lập và đi vào hoạt động. Các ban này sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 6 tháng, sau đó hoạt động theo mô hình tự chủ. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mỗi ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện có từ 16 đến hơn 20 người. Chức năng là giúp Ủy ban Nhân dân huyện quản lý các dự án, chủ trì trong phối hợp với các phòng ban và các xã thị trấn tham gia công tác giải phóng mặt bằng. Do mới thành lập và hoạt động, trong khi các dự án ở các huyện đều gối từ năm trước sang, nên các ban này chưa có nhiều công việc để làm. Tuy nhiên, cán bộ nhân viên tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện đều tích cực chủ động đối với các nhiệm vụ của mình. Tại huyện Ân Thi, có một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh như cải tạo và làm mới quốc lộ 38, đường tỉnh 387 liên quan đến việc giải phóng mặt bằng của các hộ dân. Cùng với các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện tích cực tuyên truyền vận động, nên đầu tháng 9 năm 2018 vẫn còn hơn 60 hộ dân ở xã Bãi Sậy, Phù Ủng chưa chịu hoàn trả mặt bằng, thì nay cơ bản các hộ này đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Mới cách đây nửa tháng, trên địa bàn của xã Phù Ủng là 53 hộ không nhận tiền và không chấp hành dự án. Thì đến hiện nay, do cái sự nhiệt tình của cán bộ trong ban quản lý dự án, phối hợp thường xuyên, kể cả những ngày nghỉ và kể cả không phải là giờ hành chính, thì anh chị em trong ban quản lý dự án đều tích cực xuống cơ sở phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã để tuyên truyền vận động nhân dân. Đến thời điểm hiện nay thì do có tác động tốt của cán bộ trong ban quản lý dự án, tất cả các hộ đã vui vẻ nhận tiền và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của địa phương. Dù mới được giao quản lý 3 dự án, song để đảm bảo nguồn vốn, chất lượng công trình và đôn đốc đơn vị thi công, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ cử nhân viên túc trực tại các công trình, kịp thời phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát điều hành công trình theo đúng thiết kế và tiến độ, qua đó bước đầu khắc phục được việc chậm tiến độ hoặc chưa coi trọng đến chất lượng các công trình được ghi vốn ít như trước đây. Ban quản lý dự án kiến nghị được tuyển dụng với những cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp với lại lĩnh vực hoạt động của ban quản lý dự án. Về kinh phí cấp vốn kịp thời cho các dự án đầu tư xây dựng để ban triển khai công tác thực hiện đầu tư, đảm bảo cái tiến độ đầu tư trong quyết định phê duyệt của cấp quyết định đầu tư và có đảm bảo đủ kinh phí để chi trả lương và hoạt động cho ban quản lý dự án trong thời gian tới. Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài chính Kế hoạch tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án trong việc triển khai thực hiện, lập thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng và triển khai các thủ tục liên quan đến việc giải phóng mặt bằng để thu hồi đất. Sau 6 tháng hoạt động, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện buộc phải tự chủ, trong đó có chi thường xuyên và chi lương cho gần 20 cán bộ nhân viên. Đây vừa là thách thức, song cũng là cơ hội để cán bộ và nhân viên của ban không chỉ năng động trong tìm kiếm việc làm, mà còn phải đảm bảo uy tín và nâng cao trách nhiệm và chất lượng công việc với chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị.